we sail a little bit high. Samsung Galaxy A30, hàng Việt Nam chất lượng cao, màn hình thông minh, mặt phẳng 3D. Đây. Cái mặt không có quảng cáo thì gọi được. Mặt này là không có bán được đâu. Mong đâu đã tan phai người ơi. Thâu chân trên lòng sâu. Nếu anh ra đi là một cảnh chim phiêu du vùng trời xa kẻ lo, thì em ở đây thành một pho tượng đó hoàng cũng lạnh lạnh áng mây. Buồn. Còn ai nữa con ơi, còn mình anh em con ơi. Vé tay Viva chơi còn 3, 4 vé cuối tay nữa, Nguyễn Trung còn 1 vé. Hương quả hết vé, lui cung. Đây nè, bên gốc cây kìa. Gốc cây nè. Gốc cây con ơi. Mày với chị ra dán áo dài chạy chạy lên em ơi. Mang cuốn cho đó. Cao nè, đây này giờ cho chạy nè. Dạ, mang cho bà lượng. Ừ. Vâng ơi, chào lời đặc biệt đó, Vân muốn hoài đi Vân. Mày với chị ra, mày với chị ra. Không có kêu bạn. Anh muốn vé anh. Rồi chung vô đi Trung ơi. Đó. Mày gì ra, mày gì ra, mày gì đây. Mày gì ra, mày gì đây. Họ ơi, chính nhắn không buồn xa. Mình nên em đứng đợi anh về. Còn thương, còn nhớ mong con đó. Điều yêu như khúc hát tình em. Họ ơi, không công xe sang xe. Mình đem em đứng đợi anh về. Đâu rồi nhé. Còn thương, còn nhớ mong con đó. Vậy nghe câu hát lý dầu mong. Anh xã tắt nhạc. Dạ. Áo tím chưa tới tiền. Áo tím ba đó bà nội. Ừ, đất quỷ tầng ơi. Người BD hô mà còn tham nữa. Chị. Chị. Có nhiêu chị? Có 80. Thật sự là tôi chưa lấy. BD còn bị lãng trí nữa bà nội. Không có. Em không có tham. Mà thật sự là em quên lấy tiền nha chị Lộ. Đang đứng đây. Lộ đồng lõ nè, đó bây giờ phình bạc nè, đó hô mà còn buồn màu nè, khôn dài dạy chợ quỷ ma, ăn thì như cám súc, làm như lục bình trôi, bán vé đưa cho ta mà không lấy tiền. Nó nghe nè, không có bà phải bước ra đây, bà cũng luôn nữa, bà ra đây, bà đồng lõ với đó, bà ra đây. Người ta bán vé mà ta chưa lấy tiền, người ta chưa lợi, ta lấy tiền, ta trả tiền thừa lại. Rồi tự nhiên bà đưa này, bà thôi cho đây, bà đồng lõ mà âm mưu, bà cho bà vé cho ta xong rồi bà đưa tiền thêm ra. Ai? Bà Nhật Hương đưa. Nhật Hương đó, bà coi làm được không Nhật Hương? Bắt xe về quê liền đi. Ủa, tự nhiên chuyện của tôi cái hai bà gây lộn là sao kìa? Tại vì là ngu đồng lõ. Không phải, thật sự là em nói là chị em có tiền thôi, chị cầm đi lát mà em quay luôn, em quay xuống em lấy tiền sao thì chị nói lát không, nhắc em, tại em quên thôi. Rồi. Dạ. Ai? Con dân nữa, mày nữa. Mày chưa tối tiền. Thiếu nhiên như mẹ. Chị Quyền ơi. Dạ. Ui quá. Thôi, làm nhân quá không có nói gì. Thôi, hiểu không? Rồi. Rồi bây giờ chọn số trong lời đặc biệt nha. Mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn quá. Mày đi về làng. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra hai gì đây. Hai gì ra cái này, hai gì ra cái này, hai gì ra hai gì đây. Tôi vô mong quá tôi ghé Vĩnh Hưng. Tôi qua Cao Lãnh tôi về mà không lừa. Đâu đâu cũng có nghĩa tình, đâu đâu cũng có máu công trình mà dựng xây 27. 27, 27 số đầu tiên. 27, 27 số đầu tiên gạch dư. 27, 27 một gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Từ đây xa cách không còn ta trông thấy nhau. Từ giờ cũng qua anh đi chốn xa em ở tại nơi này và biệt cách lên đường hồi cao xa nông phải xa đi do duyên tình phật ly anh đi về nơi xa
13. 43, 43 số gì đây, có mấy gì ra, mấy gì ra. Kìa về đêm với thôn vàng bát ngát, ánh trăng tháng chiếu qua làng sương sáng. Chiều hồn về bao khúc ca yêu đời, bừng trăng lên chúng ta cùng múa hát. Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, đưa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Số 1 ơi, con số 1, con số 1, con số 1. Con số 1, con số 1, con số 1, tôi đã con mây. Số gì đây, anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi. Ra mà xem họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi. Chuyện chúng mình cùng tính trăm năm. 35, 35, 35, 35. 35, 35, 35, 35. Cuộc đời gì ra mấy, gì ra mấy, gì đây mấy, gì ra mấy, gì đây. Nhìn giấy vốn thêm đau lòng, thương nhờ có nó với ngàn vàng ăn. Nhờ đó với quan chứ hầu giúp ta mình sáng hạ. Giờ vui tay mà phê vào, viết đi vào làm sao. 36, 36, 36, 36, 36, 36, còn hai gì đây, hai gì đa, còn hai gì đây, hai gì đa. Ở bó xa tố, tố tôm đốm lá ba ba sơ sơ rầy. Hiểu không? Sao chị? Ở bó xa tố, xô na đây cho anh chị cũng chấp lấy. Xuân lết đây xuân bọn, xa đây bò bò biển chay. Chập na có 23, 23, 23, 23, 23. Số gì đây, số gì đây, số gì da, số gì da. Ok, anh như cô thắm cô bác nhà mà sao mới chạy. Tâm nè. Con năm gì đây, năm gì ra đó đưa đó đây. Đó đấy, đó đưa đó đưa đó đấy. Con năm 17 mấy gì đây. Năm 17, năm 17, năm 17. Con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Điều dẫn ngôn thần chú, cuồng phong sáng giăng ngập trời. Hút gió mây về, bao phủ lưng sơn dù ra chỗ. Là tâm duy chưa có hơn. Hey! 34 mấy gì ra, mấy gì ra đây. Quả ơi mấy gì ra, mấy gì ra. Ai xuôi mà có sao, mà sáng sâu ý mà sáng sâu. Cho nên mày giả gạo hả? Cho nên mà còn sao. Số lòng kìa bay xa, ý kìa bay xa. Ly sông mà ly sảng xe đưa ta về. Đồng ruộng ơi, sao bài ơi. 11 ơi. Còn 11. Ủa làm thế ghê thiệt. Quý vị chúng ta hãy cùng tập trung hướng mắt vào sân khấu với người đẹp Lô Lô. Trời ơi, đi đi về làng. Xin chào tất cả quý vị đến với đồng hồ Sài Gòn Tân Thời à. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ trong từ đầu giờ tới giờ. Bà đủ trai mình lột đồ giày trả cho tao liền. Trời, nhanh lên. Bớt khỏi bệnh lấy chị, bớt bớt cho nó khỏe cái tấm. Tôi nằm trong bệnh viện mà tôi thấy đôi giày, tôi về tôi phải bay vô đây tôi lấy. Mày lột ra trả tao liền. Thôi mà, từ từ đi. Bà đủ trai nó không tha cái áo dài nó cũng lấy luôn. Không có, nhà này của Phạm Hương. Chị là Phạm gì? Chị là Phạm Nhân. Chị đi vô đi. Mày để đó rồi tao dọn. Kính thưa quý vị, và đây là vòng loại đặc biệt. Cho nên em xin mời một vị khán giả bất kỳ bước lên sân khấu dò lại gì bé má. Âu vua à, vua à. Quả báo nhãn tiền bà đủ cha đó. Hên dễ sợ. Cái gì? Nó lấy đi quốc hả? Nhỏ này mét thừa ghê. Nãy giờ tao lên đi tao chữ nửa tiếng mày mới mét. Cái con đó nó mách lẻo chết cho tao. Nhỏ này được không được gì, IQ có 25 mà. Rồi. Quý vị, dạ anh lên mấy mắt. Đó. Thấy cưng không? Anh ơi, anh đây đây với em nè. Anh với
thiệu cho em tên thôi. Thương quá tên ha. Con bướm nghi vú cái thương quá. À, mình tên Thanh ở quận 8. Dạ anh chào anh Thanh ơi, dò lại số cho những chủ nhân may mắn giùm em nha anh Thanh nha. Cái gì mày cứ nguyên rạp luôn rồi nè. Trời ơi, 11 vừa kêu qua. Có 1. Số 1. Có 2. 36. Có 3. 43. Tứ quý đủ. Dạ, dòng loại 204 đâu mày lắc như em qua coi. 204 đó quý vị thấy quen thuộc không, mà có điều con này nó hơi mập hơn mấy con ngoài siêu thị. Rồi. Một chủ nhân và chủ nhân thứ hai dòng loại 236 hợp lệ với bản đèn. 11 giờ kêu qua. Có 1. Số 1. Có 2. 43. Có 3. 57. 57 có trang và hợp lệ chúc mừng anh nha. Trời ơi. Chết rồi, cái dòng này mà trao quà tặng đồng chưa đủ là bán cái rạp luôn. Rồi dòng loại 246 hợp lệ. 11 giờ kêu qua có 1, số 1, 43, 57 y chang chúc mừng em. Dạ rồi. Trời ơi đánh son nhợt quá vậy. Dòng loại 204 hợp lệ. 11, số 1, 43, 57 có đúng không anh? Có đủ. Dạ cảm ơn anh. Rồi chúc mừng em luôn. Dòng loại 246 11, trời phải lấy viết mực phải gạch lại cho chính xác nữa. Số 1. Có 1. 36. Có 2. 43. Có 3. 11. Có 1. Dạ chúc mừng anh. Rồi chúc mừng anh nha. Vẫn là 11, số 1, 36, 43, dòng loại 247 hợp lệ thưa quý vị. Chúc mừng chủ nhân tiếp theo. Trời ơi nửa cái rạp rồi. 36, 43, 11, số 1, 236 hợp lệ. Nghe đồn chứ trúng 2-3 dòng rồi phải không? 11, số 1, 43, 57 bánh bèo hơn dữ trời. 247 hợp lệ. Rồi, cái đứa gì và ngay bây giờ Cụi ơi, trao một con cá khô cho anh chị mình đi, lấy vốn 20 ngàn trước đi. Đó, mỗi con Pikachu đi, đó, đó. Trao con nhỏ trước. Hết con nhỏ, trao đại nhân được nữa. Chết rồi. Quý vị thân mến, và trong khi trao thưởng chúng em bắt đầu phục vụ dòng lời tiếp theo. Mỗi lấy bé chỉ có 10.000 đồng, quý vị ủng hộ nhiệt tình dòng lời tiếp theo quý vị nhé. Chứ còn lên 3 dòng lời nữa, chương trình sẽ kết thúc quý vị tối đêm nay. Rồi, rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ cho đêm ngày mai với đêm hội Bếp Gia Lô Tô. Tất cả các người đẹp sẽ rất ấn tượng trên sân khấu, quý vị đừng nên bỏ qua đêm ngày mai quý vị nhé. Hãy đến với chúng tôi. Và ngay bây giờ, ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30 tiếp theo quý vị nhé. Chị. Chị. Chị ơi, sao cho em hỏi nghe. Sao cái địch bụng chị ngoài vậy? Hả? Sao cái địch bụng của chị đang ở ngoài vậy? My style. Ok. Ghê quá đi. Đến trường nào ta cũng biết hơn địch ngoài đen luôn đi cho dễ. Rồi. Nhanh lên, nhanh chân lại tay lên nè bé em ơi. Đó. Lâu lâu Luna mới tập bài xuống sớm gì đây, mình tranh thủ cho Luna diễn nha. Bà nội cha nó tụi em đứt một cái đi rồi mày nghỉ 3 tháng liền. Ta không cho mày nghỉ, tao là con người liền luôn. Hèn nghĩ sao. Bây giờ thì em đi chậm chậm cho chị được chứ. Rồi mày đi chậm chậm chừng nào mày bà nội cha của mày chừng nào. Trời ơi con này chắc tôi hốt cốt đó quá trời. Lâu quá. Mày mà kéo dài thì làm ơn mày đổ một cặp vũ cho nó căng lên coi cái gì đâu tới rút chữ vậy. Ờ nó hơi trùng ha. Bà nội cha. Mà hồi đó quá bên kia chứ đậu với nó nha. Nhưng mà hình như cái này hồi xưa chị mặc rồi đúng không? Hẹp chi nó rộng quá trời rộng. Không, luôn em yên tâm đi, bữa nay chị bỏ luôn cái áo dài này rồi. Chị đốt luôn quả thiêu luôn để nó húi lây cái khác. Kỳ quá. Thưa quý vị, và ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại tiếp theo ngay bây giờ cho em mượn cho banh quanh nha. Và đội của em là anh áo đỏ đầu tiên thiên dân bắt mày. Rồi đội của em là chị bánh bèo duy nhất. Trời chị bánh bèo hơn lắm á. Vậy hả? Nãy giờ lên hai lần coi chừng chân quốc hai lần á. Số 2. Ôi chi buồn cái gì. Anh trai bên đây cái hàng đó. Trời ơi lời, được ôm em cái nửa lời. Thương quá, hôm nay là combo vui của bánh mèo. Nguyên cái combo. Hồi nãy chị kêu nguyên cái lòng cầu mới bóc cái con số 2. Không. Chị kêu chị đứng xa chị hôi. Em ôm mắt chết. Thôi em xin lỗi chị nha, chị đâu rồi. Trời lặng lẽ đi vô toilet rửa. Thôi nói mà tôi xin chị ơi. Mấy bố có kinh nghiệm lên đây với bịch khẩu trang khi nhận thưởng nha. Rồi cái thú vị và hàng đơn vị bên đây cũng đã lớn hơn số 2 rồi, 24 nha. Rồi xin mời trang tiếp theo. Rồi ai đứng gần em xui 17. Em xin lỗi nha. Rồi 24 của anh là lớn, 24 là lớn. Rồi anh cho em mượn coi. Rồi
Bà đồ cha mày té thôi, điện giật mày thấy mụ rồi mày nghe. Anh này hốt trọn combo luôn. Số 1. Tại làm sao mà mày vừa thúi mà mày vừa xui nữa. Trời. Mày đụng máy người đó xui lây luôn. Em chiêu tương anh cái số 1. Trời Phật ơi trời. Chia bồn với anh 24. Anh này 49 là quý vị. Đó. Có chủ nhân số 49 rồi. Chia buồn với anh nha. Rồi tiếp theo xin mời. Được. Hàng năm đi cho vui. Số 7. Bây giờ nè khoan. Bây giờ chị hỏi em nè, chị muốn, em muốn là cái con này nó khui em hay là chị khui? Đó, con này nó vừa thúi nó vừa xui nữa đó. Bây giờ cho chọn đấy, không có làm gì nữa cho chọn nữa. Chọn đi em, chọn đi. Đó, nó giờ hết thúi. Rồi mày khui đi. Ông ơi, nói thừa tôi đi nha. 51. Đó. Cái này kịch tính mới lên nè. Ok hả? Còn okay, một người cuối cùng. Quý vị, 15. Yeah, chúc mừng trên chai có số 51 là người trúng thưởng chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30 tiếp theo. Cái sự xui của em đã xóa bỏ, vừa thúi mà vừa xui á, là xui đó. Xui nó đã được xóa bỏ. Phát. Rồi bây giờ cho chị hỏi là em tên gì và đến từ đâu nè? Em lên Thảo đến từ quận 9. Quận 9 hả? Rồi dòng này em mua bao nhiêu vé? Dòng này hơn chục vé rồi hả? Trời ơi, nó quyết tâm lấy cái điện thoại dữ vậy ông nội ơi. Thôi, vậy còn chờ đợi gì nữa, lãnh điện thoại về. Rồi rửa nha, rủ bạn bè đâu rửa. Trước mắt là rửa 20 vé dòng này đi cưng. If we sail a little bit higher.